Toyota tuyển dụng, mẹo phỏng vấn thành công. Bạn là người biết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, bạn đang mong muốn tìm được một việc trong môi trường nước ngoài. Nếu vậy, Toyota là một sự lựa chọn sáng suốt dành cho bạn. Tuy nhiên, với một môi trường làm việc khá nghiêm túc và cầu kỳ tại một công ty Nhật Bản như vậy thì chắc vòng phỏng vấn cũng không đơn giản đâu. Nếu bây giờ bạn đang chuẩn bị tham gia phỏng vấn tại Toyota thì hãy để Việt ơi giúp bạn gợi ý một vài ý để buổi phỏng vấn được thành công như mong đợi nha. Giới thiệu chung về công ty Toyota. Công ty ô tô Toyota Việt Nam được thành lập vào năm 1995. Đây là công ty liên doanh với số vốn đầu tư ban đầu là gần 90 triệu USD. Trong đó, tập đoàn Toyota ở Nhật Bản chiếm 70%, tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp chiếm 20% và công ty trách nhiệm hữu hạn Kuo ở Singapore chiếm 10%. Đây là một trong những công ty liên doanh ô tô có mặt đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Toyota luôn nỗ lực phát triển bền vững và cùng Việt Nam tiến tới tương lai. Công ty Toyota đã, đang và sẽ không ngừng đưa ra những sản phẩm có chất lượng cao và những dịch vụ hoàn hảo sau bán hàng để nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Toyota luôn nỗ lực đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua việc hoàn thành công tác nộp thuế cũng như góp phần thúc đẩy vào việc phát triển bền vững cộng đồng và xã hội Việt Nam với nhiều hoạt động lâu dài, thiết thực và có ý nghĩa. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên, nhà cung cấp cũng như đối tác, Toyota đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và liên tục phát triển lớn mạnh. Hoàn thành sứ mệnh đối với khách hàng, đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung. Toyota đã vinh dự được chính phủ trao tặng huân chương lao động hạng nhì và được coi là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động thành công nhất tại Việt Nam. Những mẹo giúp bạn phỏng vấn thành công tại Toyota. Là một công ty có vốn đầu tư từ Nhật nên môi trường làm việc cũng mang hơi hướng Nhật Bản. Vì vậy, hãy chú ý đến tác phong và thái độ của mình ngay từ khi bước tới vòng phỏng vấn để có kết quả cao nhé. Đầu tiên, chuẩn bị kiến thức để tự tin. Bạn đã chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ tốt và giờ là lúc để bắt đầu thể hiện. Hãy tìm hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ, những thành tựu và sự kiện quan trọng liên quan đến công ty. Ngoài ra, bạn cũng cần đọc các thông tin trên các kênh truyền thông xã hội song song với việc tìm hiểu thông tin về ngành nghề, sự cạnh tranh và người có thể sẽ phỏng vấn bạn. Tóm lại là bạn càng biết nhiều thì bạn càng tự tin khi phỏng vấn. Thứ hai, lựa chọn trang phục phù hợp. Hãy lựa chọn những bộ trang phục đi phỏng vấn phải trông thật chuyên nghiệp và lịch sự. Hãy thoải mái và bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Tìm hiểu về văn hóa của công ty và cách mọi người mặc trước khi quyết định mặc gì để tham gia buổi phỏng vấn nhé. Bạn có thể tham khảo cách ăn mặc của mọi người thông qua website của Toyota nhé. Thứ ba, chuẩn bị những câu hỏi khởi động và sẵn sàng cho những câu hỏi khó. Bạn chắc chắn rằng phải nói với người phỏng vấn đôi điều về bản thân bạn, lý do bạn nên được tuyển dụng và những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. Hãy luyện tập trước các câu trả lời và thể hiện một cách tự tin, nhưng đừng có vẻ như cố gắng học thuộc. Đừng chỉ đọc hết ra những thông tin trong CV khi được hỏi về bản thân, mà hãy chỉ tham khảo những thông tin đó, vì người phỏng vấn chắc chắn đã có một bản thông tin đó trước mặt rồi. Bạn hãy chỉ nhắc tới những sự kiện hay những điểm chính khi cần thiết và thêm những câu chuyện thú vị về những thông tin đã nêu trong CV của bạn. Với những câu hỏi khó về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, thì hãy chọn lấy một điểm yếu của bản thân và khéo léo biến nó thành một điểm mạnh liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Ví dụ như, tôi tự đánh giá mình là người hơi thiếu kiên nhẫn vì tôi muốn hoàn thành công việc đúng thời hạn và không muốn ảnh hưởng tới người khác khi làm việc nhóm. Điều quan trọng là phải trung thực và đừng bao giờ dại dột trả lời rằng tôi không có bất kỳ điểm yếu nào cả nhé. Thứ tư, nên biết khi nào cần trì hoãn. Khi có một câu hỏi, nếu bạn không trả lời được và cảm thấy hoảng sợ thì hãy hít một hơi thật sâu, rồi hỏi một cách tự tin và bình tĩnh rằng liệu bạn có trả lời câu hỏi này sau được không, để tránh nói lan man và đừng để lộ ra sự lo lắng của mình. Sẽ tốt hơn nếu như bạn lấy lại phong độ bằng một vài câu hỏi khác và sau đó sẽ quay lại với những câu hỏi khó. Biết đâu sau đó, nhà tuyển dụng lại quên mất câu hỏi khó đã hỏi bạn. Mặc dù vậy, hãy đừng phụ thuộc quá nhiều vào mẹo này và chỉ nên yêu cầu trì hoãn khi thực sự cần thiết. Nếu yêu cầu trì hoãn quá nhiều lần, có thể khiến bạn trông có vẻ như là
thiếu chuẩn bị và không tự tin cho lắm. Thứ năm, hãy thành thật. Không có gì phải lo sợ về những khoảng thời gian thất nghiệp hay quá trình công việc lòng vòng không liên quan nêu trong CV của bạn. Cuối cùng thì bạn đã có một cuộc phỏng vấn, vậy nghĩa là họ đã đánh giá tốt về hồ sơ của bạn và muốn biết nhiều thông tin hơn. Hãy thành thật và nói rõ những gì bạn đã học được trong những khoảng thời gian gián đoạn đó và bạn sẽ đạt được những gì trong công việc mà bạn đang ứng tuyển. Thậm chí một giai đoạn thất nghiệp trong CV của bạn lại có thể trở thành một lợi thế nếu bạn biết sử dụng thời gian đó để cải thiện bản thân, nâng cao kiến thức, kỹ năng tích cực và tìm kiếm công việc. Thứ 6, luôn chuẩn bị trước vài câu hỏi. Việc đặt câu hỏi là điều mà bạn đừng bao giờ bỏ qua nếu muốn thể hiện tư duy phản biện của mình với nhà tuyển dụng. Ví dụ như, anh chị nghĩ em có điều gì để không được nhận vào vị trí này không? Nếu bạn thấy nhà tuyển dụng có sự ngập ngừng thì đây chính là cơ hội để bạn làm rõ yêu cầu công việc và cung cấp thêm thông tin về bản thân để làm họ hài lòng. Thứ 7, nên tránh một số những điều sau. Đừng đến muộn, tỏ ra thô lỗ hay nói xấu ông chủ hoặc bất kỳ đồng nghiệp cũ nào của bạn. Nói dối, chia sẻ quá nhiều hay đùa cợt không đúng lúc hoặc cố gắng cướp lời là những điều tuyệt đối không nên làm nếu bạn không muốn tạo ấn tượng xấu. Nếu bạn tới đúng giờ, trông thanh lịch và hòa đồng, chắc rằng bạn sẽ có một buổi phỏng vấn tốt. Hơn nữa, các công ty Nhật luôn coi trọng về giờ giấc nên hãy thật cẩn thận khi đến buổi phỏng vấn nha. Và điều cuối cùng, gửi thư cảm ơn sau quá trình phỏng vấn. Điều cuối cùng cũng như không kém phần quan trọng là hãy luôn kết thúc bằng việc gửi email hoặc thư viết tay để cảm ơn người phỏng vấn đã dành thời gian cho bạn và cho bạn cơ hội được phỏng vấn. Đó là một cơ hội tốt để nhắc lại một lần nữa rằng bạn là một ứng viên phù hợp và thật tuyệt vời khi được gặp gỡ mọi người. Viết thư thật ngắn gọn, xúc tích và nhớ hãy gửi đi trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc buổi phỏng vấn của bạn. Trên đây là một số mẹo mà Việt ơi mách cho bạn chuẩn bị trong buổi phỏng vấn tại công ty Toyota. Hy vọng những điều này có thể giúp bạn tự tin hơn trước khi phỏng vấn. Chúc bạn may mắn và thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.